Vâng, hiện tại là 2 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2018. Thì trên màn hình của quý vị đây thì là chúng tôi đang hoàn thiện một bộ ghế tần thủy hoàng gỗ gõ đỏ của vợ chồng anh chị Hùng Dung ở tại huyện Thanh Thủy. Hôm trước thì anh chị đã đến xem mộc, và hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện sơn, hoàn thiện hai nước lót rồi. Bây giờ tôi sẽ quay một cái video trước khi là chuẩn bị để sơn PU. Đây là chúng tôi đã hoàn thiện hai nước sơn lót và chuẩn bị đánh đế giáp để còn một nước sơn PU nữa, sơn màu và PU nữa. Tôi sẽ quay lại video để gửi tới anh chị trước khi là để cho vào phòng sơn nước cuối cùng khi sơn xong. Đây là chiếc ghế nhỏ đây, hai chiếc ghế nhỏ đây. Ghế này thì là cột 12. Đấy, dáng ghế rất là đẹp. Tất cả là những đường cong uyển chuyển rất là đẹp. Cái vân gỗ này là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Vân gỗ có đỏ này. Bên trong đây là chiếc ghế dài, chiếc đoạn dài. Mặt ghế là liền tấm một lá. Tắt đi. Vách này thì được đục chạm vào hoa văn chi tiết là rất là sắc nét. Hai chiếc ghế dài, hai chiếc ghế ngắn. Ở đây thì phía bên này là chiếc bàn của nó. Đây là chiếc bàn. Đây, tôi sẽ quay cái mặt bàn này. Mặt bàn một lá. Chất liệu gỗ gõ đỏ rất là đẹp. Đây là đun trà và đun ngồi. Video này thì tôi đang được quay ở trong cái phòng phun sơn của chúng tôi đây. Đó là phun sơn. Còn mọi người mà ai có nhu cầu và muốn sở hữu những sản phẩm bộ bàn ghế như này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816, hoặc là truy cập vào website đồgỗtùngtán.com. Cảm ơn mọi người đã xem video, và mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Tôi sẽ xin kết thúc video ở đây để gửi video này tới anh chị, vợ chồng anh chị Hùng Hương ở Thanh Thủy, cho anh chị xem mộc trước khi là chúng tôi hoàn thiện nước sơn cuối cùng. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.